Tối ngày 31 tháng 7, đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện 2 tỷ đồng, đó là người đẹp Đoàn Thu Thủy, sinh năm 1995, đến từ Phú Thọ. Chiến thắng của tân Hoa hậu được nhận xét là khá thuyết phục khi câu trả lời ứng xử tốt, gương mặt sáng cùng kỹ năng trình diễn nổi bật với chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng lần lượt 83, 62, 94, Đoàn Thu Thủy là đối thủ nặng ký trong cuộc thi. Được biết, tân Hoa hậu đã được tiếp xúc với thể thao từ khi còn nhỏ nên cô hiểu rõ tầm quan trọng về lợi ích của tập luyện thể thao. Xuyên suốt 5 tập phát sóng chương trình thực tế của cuộc thi, vì Đoàn Thu Thủy luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các thử thách nên cô không bao giờ phải bước vào vòng đánh giá và loại trừ. Tuy nhiên, lời nguyền cứ đăng quang Hoa hậu là có phốt không trừ một ai. Vừa nhận được vương miện không lâu thì Thu Thủy đã dính phải nghi án sử dụng bóng cười ở quán bar khi trên mạng lan truyền đoạn clip cô nàng phê pha trong quán. Nó đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thể thao. Trước bê bối đời tư bị phanh phui, tại họp báo sau đăng quang, Hoa hậu Thể thao Việt Nam chính thức lên tiếng. Cô thừa nhận mình là nhân vật chính trong video trên nhưng không sử dụng chất cấm, vi phạm pháp luật. Khi biết sự việc, tôi buồn và sốc. Tôi cam đoan chưa bao giờ sử dụng chất kích thích, đi ngược với lối sống lành mạnh đúng tinh thần Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Tôi xem đây là bài học để rút kinh nghiệm. Tôi sẽ dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa giá trị, lối sống tích cực đến cộng đồng. Hy vọng thông qua kế hoạch, dự án sắp tới, tôi phần nào xóa đi nhìn nhận không tốt. Em dám cam kết là em chưa từng sử dụng những chất kích thích có ảnh hưởng và có thể liên quan đến sức khỏe. Hoặc và cụ thể như trong thời lúc mọi người có cam kết là em không sử dụng bóng cười. Nhưng đây cũng là một bài học lớn đối với em. Và cái bài học lớn nhất là đối với em là thời điểm hiện tại. Và từ trước đến nay em chưa bao giờ đánh giá hay phán xét hay muốn can thiệp vào cuộc sống đời tư hay sự lựa chọn của những người bạn bè xung quanh em. Mỗi người sẽ có một cuộc sống, mỗi người sẽ có một cái cách giải quyết, giải tỏa căng thẳng hoặc những cái cách giải trí khác nhau. Và có thể cái cách giải trí của mọi người khác với cách giải trí của em. Nhưng có thể đối với đa số chung mọi người coi nó là chưa đúng đắn, chưa tốt, chưa lành mạnh. Nhưng em chưa bao giờ đứng ra để khuyên mọi người, khuyên bạn bè của em là cùng làm như vậy. Thì em nghĩ là với một trọng trách mới, với một cương vị mới, thì trong thời gian tới không chỉ để xây dựng được cuộc sống lành mạnh của riêng bản thân mình, thì em cũng sẽ cố gắng sử dụng từ đó để sử dụng hành động của mình để có thể tạo ra một cộng đồng xung quanh em lành mạnh hơn, thiết thực hơn. Bà Trang Lê, giám đốc công ty Multimedia GSC, đơn vị tổ chức cuộc thi, cho biết hiện chúng tôi chưa có bất cứ bằng chứng nào đi ngược lời nói của thí sinh, vẫn tin tưởng vào Đoàn Thu Thủy, công nhận nỗ lực, tỏa sáng của cô ấy tại cuộc thi, đó là sự công bằng. Tương lai, nếu có bất cứ sai phạm nào liên quan đến sự việc hoặc phát hiện thiếu trung thực, chắc chắn chúng tôi sẽ tước danh hiệu.